Hàng chục du khách bị ngộ độc thực phẩm. Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 7, tại khu du lịch biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể khiến cho hàng chục du khách phải vào bệnh viện. Báo chí trong nước đăng tin, vào khoảng 2 giờ sáng hôm nay, tại khách sạn Cao Nguyễn, trong khu du lịch biển Hải Hòa, có nhiều du khách đã bị các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa. Sau đó, có ít nhất 40 du khách đã phải vào Bệnh viện Đa khoa, huyện Tĩnh Gia để điều trị và hàng chục du khách khác được điều trị tại trạm xá xã Hải Hòa. Số du khách trên chủ yếu là nhân viên của công ty FCC Việt Nam và công ty Linh Tâm ở Hà Nội. Vào tối hôm trước, những du khách này đã dùng cơm tại khách sạn Cao Nguyễn. Ngay sau bữa ăn, một số người đã bị hiện tượng đau bụng. Đến 2 giờ sáng hôm nay, hàng loạt du khách bị đau bụng dữ dội cộng với triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy nên đã đi đến bệnh viện để điều trị. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều du khách tiếp tục bị đau bụng, tiêu chảy sau khi dùng món cháo điểm tâm buổi sáng tại khách sạn này. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết các trường hợp nêu trên đều bị ngộ độc thực phẩm.